MU thảm bại 1-4 trên sân Man City trong ngày Zebrin lập kỷ lục. MU đã có một màn trình diễn không thể chấp nhận trong trận derby thành Manchester gặp Man City. Kết quả chung cuộc, quỷ đỏ để thua với tỷ số 1-4 trên sân Etihad. Trong 3 trận đấu trước đó trên sân Etihad tính trên mọi đấu trường, MU đều giành chiến thắng. Đội khách không có sự phục vụ của các ngôi sao Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, Rafael Varane và Lucaso do chấn thương trong khi trung vệ Ruben Dias bên phía Man City cũng vắng mặt. Với lợi thế sân nhà và trình độ vượt trội, Man City ngay lập tức kiểm soát trận đấu. Phút thứ 5, Bernardo có pha kiến tạo đẹp mắt cho tiền vệ Zebrui dứt điểm đánh bại Zegui, mở tỷ số cho đội chủ nhà. MU sau đó cũng có pha đáp trả với tình huống dứt điểm không thành công của Fred. Đoàn quân của huấn luyện viên Rangnick bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa vào thời điểm đối thủ đang gây sức ép rất lớn. Phút 22, sân chợ tung cú cứa lòng đẹp mắt để mang về bàn gỡ hòa một, một cho MU. Tuy nhiên, Man City cũng nhanh chóng có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Zebrin tung cú dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Bàn thua của MU xuất phát từ đường truyền lỗi của cầu thủ trẻ là Nga. Trong hiệp 1, MU vẫn có sự phản kháng nhất định trước sức ép của đối thủ. Nhưng đến hiệp 2, thầy trò huấn luyện viên Rangnick thi đấu rất bạc nhược và buông xuôi trước Man City. MU chỉ kiểm soát bóng 21% và không tung ra cú sút nào trong hiệp 2, so với 14 cú sút của Man City. Thái độ thi đấu đó đã khiến họ nhận thêm hai bàn thua trong 45 phút cuối cùng. Phút 68 và 90, Mares có hai bàn thắng để giúp Man City giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp Man City gia tăng cách biệt với Liverpool lên thành 6 điểm. Trong khi đó, MU chính thức văng khỏi top 4 vì ở trận đấu trước đó, Arsenal đã giành chiến thắng trước Watford Thống kê đáng chú ý, tiền vệ Jay Bruin của Man City hiện đã tham gia trực tiếp vào 89 bàn thắng trong 100 lần ra sân trên sân nhà ở ngoại hạng Anh cho Chelsea và Man City, 37 bàn, 52 kiến tạo. Kể từ mùa giải năm ngoái, cầu thủ người Bỉ đã tạo ra 37 bàn thắng về phía MU ở giải ngoại hạng Anh, 17 cú sút, 20 lần tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Trong khi đó, cú đúp vào lưới MU đã giúp Mares cán mốc 101 bàn thắng cho Man City trên mọi đấu trường. cảm ơn các bạn đã xem video các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé xin cảm ơn